Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị các bạn là cái mẫu dây AV của Autophone. Đây, mời quý vị các bạn xem. Đây là dây AV của Autophone nha quý vị các bạn nha. Đây, đầu ra carbon khóa gen mạ vàng nha. Rất là đẹp quý vị các bạn nha. Đây, khóa gen này. Đầu giác rất đẹp luôn, quý vị các bạn nhìn này. Đây, quý vị nhìn rõ không? Autophone nữa. Dây là chống nhiễu một chiều nhá. Thông số tất cả số trên dây. Chống nhiễu một chiều ấy, một chiều cho mũi tên quý vị các bạn nhá. Và như quý vị đã biết là Autophone là một trong những hãng sản xuất dây của Đan Mạch. Là một thương hiệu sản xuất dây tín hiệu cao cấp từ Đan Mạch này. Đấy. Tôi cũng không nhầm là cái thương hiệu này được thành lập cách đây khoảng hơn 100 năm, năm 1918 đúng không? Tôi đã đọc được những cái thông tin là của hãng là sản xuất dây được thành lập từ năm 1918 và từ khi ra đời đến giờ thì các sản phẩm của Autophone đã chiếm được rất nhiều tình cảm của giới chơi âm thanh. Đấy. Và đặc biệt là đã được sự đánh giá của các bác quý vị chơi âm thanh trong và ngoài nước hay quốc tế rất là cao. Những sản phẩm này hầu như là có cái sự khác biệt rất lớn so với những sản phẩm còn lại. Đấy, và đây những dòng dây này, và đây là hôm nay tôi sẽ cắt sẵn một cái phôi dây ra để cho quý vị các bạn cùng tham khảo. Đây, tôi có một cái phôi dây sẵn đây này, cái đầu rắc khóa sen giới thiệu quý vị và bạn rồi. Đây, một phôi dây đây quý vị xem này. Dây này thì nó rất là bóng, mà bề ngoài bóng nhìn này nó hơi khó nhìn tí. Đây, tôi lên nét cho quý vị nhìn này. Autophone chống nhiễu một chiều đấy, thông số trên dây đây quý vị thấy không. Và đây tôi sẽ có một cái cốt dây này để tôi sẽ cắt ra cho quý vị các bạn cùng tham khảo nhá. Nó là một đây, sau này tôi sẽ cắt ra để vào trong nó có những lớp như nào để quý vị cùng tham khảo này. Đây nha quý vị các bạn nhìn nha. Ở ngoài là một lớp cao su này. Quý vị thấy lớp cao su rất là dày luôn. Rất là dày nha. Để tôi cắt ra nha. Đây. Quý vị các bạn nhìn xem. Ngoài cùng là một lớp cao su bóng rất là dày luôn. Cắt đuôi ra xem. Rất là dày nhá. Quý vị các bạn nhá. Đây. Là một lớp cao su rất là dày. Đây. Tiếp đây sau lớp cao su là một lớp, đây tôi sẽ cho quý vị các bạn nhìn chi tiết đây. Đây. Là một lưới chống nhiễu nhá. Lưới chống nhiễu này rất là đẹp và sắc chắn đây. Quý vị các bạn nhìn xem, lớp chống nhiễu này. Rồi, quý vị nhìn nhá. Ra lên nét xem. Giờ nhìn nha. Nó chống nhiễu này. Rất nhiều sợi nha. Và đây, và sau đó sau lớp chống nhiễu là một lớp giấy bạc mạ đồng này. Tôi bóc ra nhá. Đây. Cái bộ này. Đấy, một lớp này. Dây cấu tạo rất đặc biệt luôn nhé, lắp vào đây. Và trong cùng là hai lõi dây đây. Tôi sẽ tước cho quý vị các bạn xem nhé. Quý vị nhìn này, rất là nhiều lớp luôn, rất là nhiều lớp đồng tư, ở trong đó để xen kẽ những cái sợi đồng. Đây là sợi gọi là sợi mạ bạc. Đây tôi sẽ đếm cho quý vị được bao nhiêu sợi. 2, 3, 4, 5, 5 sợi quý vị các bạn nhé. Đấy, quý vị nhỉ. Đấy.
rất là nhiều sợ những hợp như này. Đây có sợi mạ bạc, đây, sợi này sợi mạ bạc, nên đây sợi đồng này. Đấy, loại còn lại cũng tương tự nhá. Đấy, thì tôi cũng cắt cái phôi dê ra cho quý vị các bạn tham khảo thôi. Và sẽ đây là cái độ dài này, chúng tôi có độ dài của cái cặp AV này là dài 1 mét quý vị các bạn nhá. Thôi cặp độ dài AV của Autofone này, đầu ra khoa gen này, dài 1 mét quý vị các bạn nhá. Và dòng này chúng tôi đang bán với giá là 850k một trên một cặp. Quý vị các bạn cùng tham khảo nhá. Đây rất là đẹp nhá, 850k trên một cặp. Và chúng tôi sẽ ship code cho quý vị các bạn trên toàn quốc. Quý vị các bạn mà có nhu cầu hoặc cần thêm thông tin thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc có thể qua cửa hàng của chúng tôi để cùng tham khảo. Chúng tôi ở Hà Nội thì có 3 cơ sở là tại Đống Đa, tại Hoàng Mai, Long Biên. Tôi đang ở Đống Đa với tôi đang ở Hoàng Mai, địa chỉ là số 9/112 Đường Công Lượng. Hoặc quý vị các bạn cũng có thể gọi điện này hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi, số điện thoại là 0944 737321 quý vị các bạn nhé. Và quý vị các bạn nào mà yêu thích và chưa đăng ký thì xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn những video kế tiếp nhé.